công viên mùa xuân. Đây thì các bạn thấy rất là nhiều xe buýt của Eco Park đúng không ạ? Đây, xe buýt này thì lưu thông 300 chuyến một ngày vào thành phố. Đó. Ở đây mà mùa hoa giấy nở thì các bạn có thể đứng ở đây và chụp lên làn hoa giấy bên trên cũng rất là đẹp. Thank you.